Ồ, hôm nay chị đi đón bạn Ngọc Ruby đấy các em ạ. À, Ngọc Ruby chào các anh chị và các bạn đi. Cả các bạn. À, các bạn ơi, Ngọc Ruby đã tan học rồi đấy, nhưng mà Ngọc Ruby lại vẫn chưa muốn về. Bạn ấy muốn chơi ở cầu trượt một chút đấy. Thế Ngọc Ruby ơi, con có về không? À, Ngọc Ruby vẫn muốn ở cầu trượt này chơi một chút đấy các bạn ạ. À, thế Ngọc Ruby ơi, con muốn chơi ở đây một chút mới về hả? Thế hay là hai mẹ con mình ra vườn cổ tích để chơi đi. Ừ, chúng ta cùng đi ra vườn cổ tích nhá. À, Ngọc Ruby bảo cất kính. Đấy các bạn ạ. À, hiện tại là Ngọc Ruby đang đi đâu đây con? À, Ngọc Ruby đi ra vườn cổ tích các bạn ạ. Chị và Ngọc Ruby sẽ cùng ra vườn cổ tích nhá. Đấy, bạn Ngọc Ruby đang đi ra vườn cổ tích nè. Wow, ở đây các bạn đã phụ huynh đón rất đông phụ huynh đón các bạn học sinh đấy. Đâu cổng vào vườn cổ tích đâu hả con? À đây. Đấy, rất là nhiều các bạn học sinh nhá, đang chơi rất là vui. Đấy, Ngọc Ruby chạy ra ngoài vườn luôn. Đấy, wow. Ngọc Ruby con chơi ở vườn cổ tích thì con phải cẩn thận. Đây là những chiếc lốp xe người ta để gần sát nhau để giống hình một con sâu đấy các bạn ạ. Thế bây giờ Ngọc Ruby chơi cái hình này giống hình con sâu đúng không? À mẹ cầm giúp con ạ. Ok. Nặng quá, đọc nhiều quần áo mà nặng quá. Đấy Ngọc Ruby lại leo trèo lên cây ấy. Wow con ơi, leo trèo lên cây ngã đấy. Ồ, ở đằng kia mình nhìn thấy cô Tấm đẹp lắm. Hay là hai mẹ con mình ra xem cô Tấm đi. Đi. À cô Tấm đang bê cái gì ở tay đấy con? À bát cơm đúng không? Và ở tay cô cũng đang có cơm, đang định cho cá bống ăn đúng không? Thế bên cạnh sườn cô đang đeo cái gì đây hả con? Bên này này. Con đi sang đây con nhìn xem cô đang đeo cái gì đây nhở? Đâu ở dưới cơ mà, ở hông, ở bên hông cô mà. Đấy con đang sờ vào tay đấy. À đây là cái để bắt cá. À nó, người ta gọi là cái giỏ đúng không nhỉ? Giỏ để bắt cá đấy. Đúng không? Con cá rồi để cô bắt cá về nấu ăn. Đúng rồi. Còn dưới cả đây là nơi con cá bống ở đúng không? Vâng. Con nhìn xem có cá bống không? Ơ, mẹ ơi, như vậy ở dưới có một gói kẹo ngon thế. Đâu, đâu, đâu. Các bạn ơi, một gói kẹo ngon chưa này? Đấy. Ngọc Ruby vậy là đã săn được một gói kẹo ngon chưa này? Ngon quá. Tí là con sẽ đem ra kia để ăn thử cho các bạn xem nhá. Đây là gói kẹo gì đấy? Con giơ gần cho các bạn xem nào. Đúng rồi, đây là gói kẹo dẻo. Trông ngon quá. Ngon quá, không ngờ là Ngọc Ruby đi chơi ở vườn cổ tích này lại săn được một gói kẹo dẻo thật là ngon đúng không? Vậy thì chắc là ở đây sẽ còn đồ chơi đấy Ngọc Ruby nhỉ? Bạn ơi, Ngọc Ruby đã cầm ngay gói kẹo ra con trâu này. Các bạn ơi, trông gói kẹo ngon quá. Con thích ra con voi chơi cơ. À, Ngọc Ruby lại thích ra con voi chơi trước, không tí Ngọc Ruby bóc ra ăn hả? Ok, vậy chúng ta sẽ ra con voi chơi nhá. À, các bạn ơi, con voi ở đằng kia kìa. Ngọc Ruby chờ mẹ với, mẹ đi không kịp con. Để mẹ xem con voi nào. Đâu? Một màu hồng nắn, màu trắng. Đâu, 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 đâu? À, để chị quay gần vào cho các bạn xem. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Ngọc Ruby ơi. Ở kia lại có một cái gói gì ấy nhở? Ngọc nhanh, 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 trèo lên để xem nào. Các bạn ơi, sao ở trên con voi này lại có cái gì nhở? À, con để cái gói kẹo lên trên cái ngà voi này. Để cái gói kẹo lên ngà voi xong con trèo lên người con voi xem nào. Trên người con voi này có cái gì nhá? Đấy đúng rồi, để gì ấy thôi. Đây bây giờ các bạn hãy nhìn Ngọc Ruby xem Ngọc Ruby con liệu có trèo lên con voi này không. Các bạn ơi, các bạn nhìn Ngọc Ruby này. Để chúng ta sẽ cùng thử thách xem Ngọc Ruby có trèo được không. Có trèo được không này, mẹ bế lên nhá. Mẹ bế lên xem là trên lưng con voi có gì nhá. Nào ra mẹ bế nào. Đấy, Ngọc Ruby vẫn đang tìm cách để trèo lên con voi các bạn ạ. Liệu Ngọc Ruby có trèo được không? Thôi là để mẹ bế con lên nào. Nào mẹ bế lên nhá. Ui dồi được rồi, nhờ tay chị đỡ thì Ngọc Ruby đã lên được. Được chưa? Nào con ngắm được cái gì chưa? Là cái gì đấy con? Là một đồ chơi các bạn ơi. Là một hộp cát động lực. Thế con trèo lên. Con có xuống hay con lên con voi? Con ngồi một tí. Con xuống hay con lên con voi ngồi một tí nhở? Cầm này cho con
À mẹ cầm giúp con nhá. Được rồi các bạn ơi, các bạn nhìn này. Wow, sao ở đây lại có một hồ cát động lực đẹp thế nhở. Ôi Ngọc Ruby không thích ngồi lưng chú voi nữa. Ngọc Ruby đang xuống các bạn ạ. Rồi bây giờ con sẽ tìm chỗ nào để con sẽ bóc kẹo ra ăn nhá. Đi ra chỗ kia kìa. Ừ thế còn cát động lực này con có chơi luôn ở đây không? À các bạn ơi, Ngọc Ruby bảo Ngọc Ruby để về nhà cho chị Thanh Băng chơi cùng các bạn ạ. Được rồi thế con tìm một chỗ nào chơi để con bóc kẹo ra cho ăn đi nhá. Đấy các bạn ơi, các bạn ơi, Ngọc Subi vẫn đang tìm chỗ nè. Nào con tìm cái chỗ nào nhỉ, ngồi cho nó thoải mái nó mát nhở. Ngọc Subi đi một lúc và cuối cùng Ngọc Subi cũng chọn được một chỗ khá là rộng rãi sạch sẽ để Ngọc Subi bóc quấy kẹo ra ăn. Còn lại cái các động lực Ngọc Subi đã quyết định là mang về nhà để chờ chị Thanh Băng chơi cùng đấy. À thế bây giờ Ngọc Subi xé ra và để xem bên trong gói kẹo này, những cái gói này là nó có gì nhá. Và để mẹ xem nào các bạn ơi, đây là gói kẹo của Thái Lan các bạn ạ. Đấy, nó là kẹo dẻo nhá, nó hình những cái kẹo dẻo đúng không, kẹo mút dài và kẹo dẻo này. Và đây là kẹo của Thái Lan các bạn nhá. Đấy, trông có vẻ rất là ngon. Thế bây giờ con bóc ra và ăn thử cho các bạn xem nào. Đấy, Ngọc Subi đã lấy một cái ra rồi. Còn ở trong này họ có rất là nhiều kẹo luôn các bạn nhá. Wow, trông ngon quá, ngon quá, ngon quá. Thế Ngọc Subi, Ngọc Subi có phần chị Băng không? Có chứ. À con có đúng không? Con phần chị Băng. Thế được rồi, bây giờ con sẽ lấy cái kẹo ra để con ăn thử xem nào. Wow, con cầm lên cho bạn xem nào. Cầm thẳng lên. Wow, trông có ngon không con? Wow, con đếm xem có mấy cái kẹo dẻo nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái. À 5 cái hả? Thế cái nào bé nhất nhỉ? Bỏng cơ ngồi luôn. À đúng rồi, cái trên bé nhất này. Con đừng sờ tay vào đấy là bẩn nhá. Đúng rồi, con ăn thử cái đấy là màu xanh đúng không? Ừ, con ăn thử xem có ngon không? Wow. Con ăn con thấy vị thế nào? Wow. Rất là ngon đúng không? Wow, nó rất là dẻo. Thế nó có vị như nào con? Nó có vị như nào? Ngọt đúng không? Có đúng không? Những cuối cùng luôn. Wow, hết rồi. Con ăn có ngon không? À, thì con lấy cả cho các bạn xem, con đếm cho uống đi con ăn cái nhỉ? Con để lên cái ấy cho nó bẩn, con để lên cái hộp. Tám một cái con ăn nữa là chín. À một cái con là 12 đúng không? À tổng cộng chú chơi là 12 cái đúng không? Thế bây giờ con có thể ăn không? Ừ thế là 12 này, thế bây giờ con có thể ăn không? Con lấy 5 cái nữa. Ừ con ăn con nhớ là đừng cầm vào kẹo nhá. Bởi vì là kẹo nó con tay của con chưa rửa nó bẩn, sợ bẩn đúng không? Nhà đau bụng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy bạn ơi, đây là cái sân khấu hôm nay chẳng năm học mới của trường học tôi nghĩ các bạn ạ. Ừ đúng rồi. Đấy thì Ngọc Ruby ăn thử đi, con đếm xem mà có mấy cái, con chỉ màu sắc các bạn nhìn xem nào. Đâu cái con đang cầm đấy, cái con đang cầm ăn hết. Con lấy ra con nào, con xem màu xanh. Màu hồng lên. Con lấy ra. À con cho lên cho bạn, con lấy ra con cho bạn xem. Con nhiều màu khác nhau lắm. Thế hả? Các bạn ơi, đây là kẹo của Thái Lan nhá, rất là ngon, rất là ngon. Wow, trông thích chưa nhở? Nào, wow, nó rất là dẻo luôn, các bạn Ngọc Ruby. Rất là dẻo luôn. Trông ngon quá. Wow, các bạn Ngọc Ruby ăn có ngon không? Đấy, Ngọc Ruby ăn hết một cái màu xanh rồi. Bây giờ Ngọc Ruby ăn đến cả cái gì? Ngọc Ruby ăn cái màu gì đấy? À, cái màu hồng đúng không? Cái màu hồng đúng không? Nào, con ăn đi. Thế con ăn có ngon không? Còn lại chỗ kia thì còn bé con cho chị Thanh ăn cùng với nhá. Ok. Ừ, thế con ăn đi. À, ăn đi xong là hai con bé con chị Thanh chờ rồi. Đúng không? Các bạn ơi. Ừ, chị Thanh phải đi ra rồi. Đúng không? À, rất ngon luôn. Rất là ngon luôn đúng không? Ừ, hai cái màu xanh luôn. Ừ, nhưng mà nó cũng cứ to ở dưới này xong bé dần đi chơi đúng không? Đấy, các bạn ơi, các bạn nhìn Ngọc Dung ăn rất là ngon luôn. Đấy, đi học về mà có được một xiên kẹo dẻo ngon như thế này ăn thì thật tuyệt đúng không Ngọc Dung? Phải không? Quá ngon quá. À Ngọc Ruby đang ăn một cái cuối cùng của cái kẹo thứ hai, đó là màu gì hả Ngọc Ruby? Ô con lại cho tay vào rồi. Ờ à, con quên à? À cái màu cam đấy các bạn ạ. À. Và buổi hôm nay là chị đi học về sớm, à đi dạy về, đi làm về sớm cho nên là chị đã ra đón Ngọc Ruby. Con đừng vứt rác bừa bãi nhá. Để tí con sẽ cầm vào thùng rác của trường con vứt nhá. Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, con để hết kẹo vào túi và chúng ta cầm về nhà thôi. Tí con sẽ vứt rác đi nhá. Thế còn bộ cát động lực tối hai chị em sẽ cùng chơi, ok? Ừ, nào con cho hết kẹo vào túi đi, xong hai con về chơi chị Băng thôi. À, cái rác này con để tí nữa vứt đi, con để xuống dưới tí cầm rác, con cho hết kẹo vào trong túi đi. Đấy, wow, ngon quá, ngon quá.